Có. Con có nói thế không? Con có bảo con mệt lắm rồi không? Con có bảo thế không? Con nhắc đầu đấy làm gì thế? Ừ. Nhắc đầu. Ồ, con có bảo là con mệt lắm. Rồi. <cười>, Cười kìa. Con ơi. Con. Con có bảo với mẹ thế không? Mệt lắm rồi không? Không nhỉ? Chị chị víu đầu em thế con. Thế đi à. Ồ, con à. Buổi trưa con đâu có ngủ được nhỉ? Chị ở đây thì làm sao mà ngủ được nhỉ? Ừ. ừ. Đúng rồi. Chị ở đây mới con... ngủ Ừ. Con bảo chị là chị đi ngủ đi nha. Đấy đi đọc sách kìa Chị được đi đọc sách Đọc sách là món yêu thích của chị đấy con ạ à. Ừ chị thích đọc sách lắm Con cũng thích đọc sách dạ, nhỉ ừ. ừ Cứ có sách tranh là con đọc con nhỉ Ừ Có sách tranh là con xem đấy nè Con cũng thích sách giống chị nha Ừ Hay hơn con <laughs> con gái mẹ có nụ cười đẹp quá con gái mẹ cười xinh quá Ui. à được con thích lấy quyển nào con lấy ừ sách của con mà con thích đọc quyển nào thì con cứ cầm chứ nhở ô sách đó đã mua cho chị rồi con nhỉ chị thích xem chị cứ tự nhiên chị lấy chị xem thôi nhở con cũng có sách con nhỏ con có mấy quyển sách con cả hai quyển sách nhá Nào mẹ mua thêm sách cho con nhá ừ con thích xem tranh đúng không ấy con lại quay ra con xem tranh rồi ý con thích cái nào thích bông hoa màu hay thích bông hoa màu trắng ừ. thích các nàng công chúa à hay là thích uh, bữa tiệc sinh nhật của chị Treo ở kia ừ. hay là con thích uh, cờ các quốc gia con thích cái nào nhất hai đẹp không con ừ. đứa ấy cả để em làm gì đấy để em làm gì đấy Hoa đẹp rồi con Con ngắm hoa hả? À? <laughs> ui thích ui thích thích hoa đẹp cả thích cả <laughs> ừ. ừ con thích cái đấy lắm hả hôm nào mẹ lại dán cái khác cho con nhìn nữa nhé ừ. hôm nào mẹ lại dán thêm những cái bức tranh khác đẹp cho con nhìn nữa nhá nhìn ôi nhìn kìa ố nhộn